Hồng Loan xin chào tất cả mọi người. À, cái bên Hồng Loan là Bảo Lộc. Xin chào. Chà, này bận áo màu nổi dữ à. Màu hồng cho nó cuộc đời nó tươi hồng hơn chút xíu. Gần một tuần lễ rồi đó, quý vị, Hồng Loan mới leo lên xe ngồi, tự nhiên mình bước lên xe cái mình có một cái cảm giác nó hơi lạ lẫm. Hôm nay thì cả tuần rồi không có đi chợ, hôm nay ở nhà hết đồ ăn rồi, cho nên Hồng Loan với Lộc phải đi ra chợ. Thì hôm nay cũng là cái ngày mà Hồng Loan cũng phải đi làm nữa, cho nên sẵn tiện đây mình ra đường mình quay mình nói chuyện quý vị cho cái không khí nó thoải mái hơn, cho quý vị ngắm nhìn xe chút xíu ha. Đó, Hồng Loan đi ngang cái công viên My Square Park nè quý vị. Hôm nay thì rất là vắng vẻ, chỉ có một rất là ít người đi exercise thôi, mà đi một khoảng cách cũng rất xa. Quý vị nhìn ở trên đường ha, ở trên đường thì cũng khá là vắng, một cái tín hiệu mừng cho chúng ta. Hy vọng là mỗi ngày thì sẽ có nhiều người hiểu biết hơn, thì chúng ta ở nhà để cùng nhau tránh dịch. Một cái khu nhà hàng quán ăn rất là vắng vẻ. Nhiều người hiểu biết mà có người đứng đầu mà ông lại không hiểu biết. Mới được nghe tin ở Brazil á, ông thủ tướng là tổng thống, thủ tướng Brazil đưa ra cái lệnh trên Twitter đó, là trên cái mạng xã hội của ông á, là Brazil phòng chống dịch bệnh COVID-19 bằng cách phải đi làm. Đi làm xã hội mới phát triển mới hết bệnh. Lập tức Twitter liền xóa liền hai cái bài báo của hai bài cái comment của ông thủ tướng đó và lấy xuống, tại vì ông lại vi phạm cái luật về giống như luật về quốc tế vậy đó. Bây giờ cả thế giới là ai người ta cũng chấp hành cái luật mà cách xa 2 mét hết trơn mà ổng làm vậy sao được. Mình nghe cái mình sửng sốt luôn đó. Ông này kỳ vậy ta. Ông này ông có bị thần kinh hay là gì không? Hay là bên Brazil đã có thuốc chữa rồi, mình không biết. Ông nói chuyện mà một cách mà giống như là một đứa con nít nói chuyện vậy đó. Với lại hôm bữa thì có thông tin là Thái tử Charles bị dương tính đó quý vị. Rồi có lời thổi đồn nữ hoàng Anh cũng đã mắc cái bệnh này rồi. Nhưng mà đó là tin nhảm nha, tin fake nha quý vị. Không có, nữ hoàng Anh hiện bây giờ thì cũng đang rất là khỏe, vẫn làm việc bình thường. Nhưng mà bà cũng đã quá lớn tuổi cho nên bà cũng tránh tiếp xúc đám đông. Bà cũng giống như là làm việc trong phòng riêng nhiều hơn. Hồng Loan cũng xin update cái tình hình ca bệnh của Mỹ ngày hôm nay á, thì bây giờ là 3 giờ rưỡi chiều thì ca bệnh là 185.707 người bệnh. Số người chết tổng cộng là 3.789 và số người được chữa bệnh là 6.347. Trời ơi, hôm nay thấy tăng nhiều quá. 21.919, gần 22.000 người bệnh nữa đó. Rồi cái số người chết cũng tăng nhiều quý vị, số người chết tăng là 648 người đó. Trong khi mà số người mà chữa được thì khoảng 800 người thôi, khoảng hơn 800 người thôi. Như Hồng Loan có nói quý vị thì đúng là những cái ngày này là những cái ngày mà ca bệnh nó tăng lên, là ảnh hưởng là do những cái ngày trước khi mà mình ở nhà. Nhưng mà mình nghe lời mình ở nhà tới nay gần 2 tuần rồi, nhưng mà những người, nhiều người khác, người bản xứ thì họ không có nghe lời mình đâu. Cho nên cái số ca bệnh nó cứ tăng hoài, mà Hồng Loan cứ cầu trời Phật cho nên người ta chịu ở nhà đi. Cho tới ngày hôm nay thì chắc hy vọng là cũng nhiều người chịu ở nhà rồi quý vị ha. Thôi mình thông báo tình hình ca bệnh, nhưng mà bây giờ đó mình thông báo một cái tin vui đi về cái ngày hôm qua, cái ngày 30 đây tháng 3 đó, mà chính phủ Mỹ đã làm được rất là nhiều chuyện. Giống như là cái hãng mà chuyên sản xuất sữa Ensure là cái hãng chế tạo ra cái bộ xét nghiệm nhanh trong vòng 5 phút và đã được FDA approve
trong một thời gian cấp bách là vài tuần thôi là đã được approve rồi. Bình thường là phải từ 9 cho tới 18 tháng thưa quý vị. À, ngoài ra thì có cái công ty là Honeywell là một cái tập đoàn đa lĩnh vực, thì họ đã nhào vô để mà sản xuất khẩu trang công nghiệp N95. Đó là ngang tầm với lại cái khẩu trang mà tuy em luôn đó. Thì trong vòng 6 tuần thì họ đã tăng năng suất lên gấp đôi. Thì sẽ không lâu nữa thôi, chúng ta sẽ có rất là nhiều khẩu trang để sử dụng. Ngoài ra đó thì cái hãng Chucky là cái hãng mà chuyên sản xuất đồ lót, thì họ nhào vô để mà sản xuất những cái bộ đồ cho bác sĩ, y tá, những cái bộ đồ là coi như là chống virus để mà cho bác sĩ, y tá sử dụng. Rồi cái hãng P&G thì là chuyên sản xuất về xà bông, dầu tắm này nọ, thì họ nhào vô để mà họ sản xuất cái hand sanitizer để cho chúng ta sử dụng. Về cái giải pháp điều trị thì như hôm qua Hồng Lan nói thì FDA đã approve sử dụng thuốc sốt rét cộng với nhiều loại thuốc khác để mà chữa bệnh cho virus Vũ Hán. Bên công ty dược phẩm Sandoz của Thụy Sĩ đã tặng cho chính phủ Mỹ 30 triệu liều. Rồi hãng Bayer thì tặng 1 triệu viên. Rồi hãng Teva thì tặng 6 triệu viên. Và cái biện pháp này đã được sử dụng và thử trên 1.000 bệnh nhân ở New York. Đó, như vậy là chúng ta có rất nhiều là tin vui. Ngoài ra nữa nha, cái hãng Gillis của Mỹ và một cái trường đại học Emory ở bang Georgia cũng đang thử nghiệm một cái loại vaccine này luôn, vaccine để chữa bệnh luôn. Đó, nhiều tin vui đưa đến cho chúng ta. Mà cái niềm vui mà Hồng Loan thấy mà vui nhất nha quý vị, là 10 hãng mà kỹ thuật lớn của Mỹ đã nhào vô để cùng sản xuất cái máy thở để mà giúp đỡ trong cái tình trạng rất là cấp bách hiện nay. Đó là cái điều mà mình vui nhất. Cái máy thở là quan trọng nhất cho sức khỏe của bệnh nhân trong lúc này. Nhưng mà cái điều mà mình vui nữa là mình nghĩ đi, từ xưa giờ mình cứ sử dụng hàng của Trung Quốc, bản thân Mỹ cũng đưa nhà máy, đưa tất cả qua bên Trung Quốc, thì bây giờ tất cả các hãng ở Mỹ đồng loạt sản xuất những cái đồ tiêu dùng cho Mỹ sử dụng. Thì sau khi mà dịch rồi á, Mỹ đã có tất cả rồi, không có cần phải dùng đồ của Trung Quốc nữa. Mình không phải sợ mà khan hiếm đồ hay là cái gì trong như cái tình trạng như vậy nữa. Đó là một cái điều mình hãnh diện và mình mừng nhất. Mà điều quan trọng đó là chính phủ kéo được những cái ông mà CEO của những cái tập đoàn lớn mà cùng nhau chung tay để mà giúp nước Mỹ trong cái thời điểm này. Thì đó là một cái điều cũng rất là khó nha quý vị, mà chúng ta đã làm được điều đó. Xin chúc mừng cho nước Mỹ. Ok, bây giờ là Hồng Loan tới chợ rồi. Hồng Loan vô đi chợ sẽ quay cái tình hình trong chợ chút xíu cho quý vị ha. Đeo khẩu trang vô. Hello, xin chào quý vị. Hôm nay mình đi chợ. Ở nhà hết đồ ăn rồi, phải đi mua thêm đồ ăn. Toàn là ninja không mà. Cái này là hôm qua mới may nè. Cái này là mai bữa kia, cái này là hôm qua là tôi quay cái clip mà để chuyển quý vị mai đó. Là hiếu mai cái này. Cái này là cái mask này về dành cái màu cho phụ nữ nè, màu này cho đàn ông nè. Đàn ông nổi hơn phụ nữ vậy. Thấy con ngựa không quý vị? Dành của tôi. Tại vì cái đó độc nhất vô nhị, cái đó chỉ có một cái duy nhất mà thôi. Ở vậy dành rồi. Thôi kệ không sao, mình nhường nhịn chút xíu cũng đâu sao đâu. Chủ yếu ở nhà là ăn, chủ yếu ở nhà là ăn rau. Mua rau nhiều lắm, chợ này nhiều rau lắm. Tươi. Cũng cảm ơn rất nhiều, tại vì trong lúc này, trong lúc khó khăn này mà chợ vẫn còn cung cấp đủ các giống như rau củ tươi, đồ ăn rất là đầy đủ, không có thiếu gì hết á. Chợ Sài Gòn City đó quý vị,
và một khoảng thời gian mà Hồng Loan trở lại thấy chợ hôm nay thay đổi rất là nhiều, rất là sạch sẽ. Nhiều khi có những chợ mình bước vô mình nghe cái mùi á, thì Hồng Loan vô thì không có nghe những cái mùi mà cá đồ này nọ nữa. Cái đó là lúc trước khi dịch á, không có đeo khẩu trang đó nha, chứ phải tại đeo mà không nghe đâu. Cái lại vừa vô á nghe được không vậy? Cái bịch như vậy nói nghe không? Hy vọng hả? Hy vọng nghe. Nếu mà nghe không được quý vị ráng 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 thông cảm nha. Tại cái vì mở này hoài không được. Mua rau rồi mình lựa những cái nào mà để lâu được và những cái ăn liền, chỉ mua một vài món ăn liền được mà còn vài món để lâu được để cả 5 ngày 1 tuần mới đi chợ 1 lần cho nó chắc ăn. Chủ yếu là rau thì mình không có dự trữ lâu được, chỉ ăn hết cái nào mình chạy ra mua cái đó thôi à. Nhưng mà không lo mua những thứ mình để lâu được như là khổ qua nè, rồi khoai môn nè, đậu bắp nè, rau thì là cũng để được lâu. Rồi đi xuống mua cá rồi. Đây nó có ốc gạo nè, họ có ốc gạo ngon tươi sống luôn. Nếu mà ai biết làm ốc á, biết ai mà theo ta biết làm mấy cái món ốc mà ốc gạo xào bơ, ốc gạo xào tỏi gì đó, nó sảy á. Còn sẵn rồi nhiêu, lấy nhiêu con? Dạ chiên cũng nguyên con, không có chiên nha, làm sạch thôi. Như là cá rô nè, cá rô phi nè. Tươi sống luôn nha quý vị. Cá rô phi. Còn cái đây là cá street, cá bông lao. Cũng tươi. Ở đây có tôm hùm. Chỗ đứng đây ta vẫn để mấy cái dạch để cho người đứng ha. Cứ cách nhau khoảng 6 feet như vậy đó. Mấy cá đây là cá nó đông lạnh. Nhưng mà nói là cá đông lạnh chứ nấu ra ăn vẫn bình thường nha. Ăn vẫn ngon bình thường luôn. Cá điêu hồng. Đây là cá điêu hồng. Cá chim. Chiên nước mắm là hết sảy, chiên giòn làm nước mắm rồi mình chấm ăn ngon lắm. Ở đây thì các chú các anh họ làm theo cái những cái vụ của mình á, mình cần gì, mình cần là làm sạch hay là cắt cái đầu, hay là làm sạch xong rồi cắt từng khúc, hay là làm sạch xong rồi chiên, làm sạch cắt từng khúc rồi chiên. Đó, vô đây chỉ cần nói number one, number two, number three, number four, number five là ta biết. Ôi, mới đi một vòng chợ xong. Ôi, lên là phải lao chùi đồ đủ thứ. Mệt. Ok, mình nói chuyện tiếp ha. Anh có gì nói không? Là có một cái nữa là muốn cảnh báo mọi người là cái này á, không những người lớn tuổi mà những người trẻ tuổi cũng hay thường bị gặp, đó là những cái email mà có tên là chẳng hạn như Ben America, American Express hay là Chase, thì nó gửi cho mình, nó nói là cái account của bạn đã bị một người khác vào để mà lấy tiền, giống như bị hack đó, bị hack á, bạn phải vào đây để mà đổi password liền.
đổi đổi mật khẩu liền. Thì đó, có nhiều người ta không biết, người ta thấy chữ Bank of America ha, xong ta ở dưới cái hàng link mà nó có cái logo của Bank of America, của nhà bang luôn, nhà bang, tất cả cái nhà bang y chang luôn, không khác gì hết. À, nó có cái ô gọi là đổi password, bấm vào đây để đổi password, mình click vào trọng nó cũng có y chang luôn, là bấm cái password cũ, bấm hai lần password mới và nó tạo một cái password mới cho cái account đó. Nhưng mà mọi người ơi, đó là lừa gạt nha mọi người. Tại vì á, nếu như mà đúng á, thì khi mà mình bấm vào cái nút sender đó, là cái đúng người gửi đó, thì là cái đuôi của nó là chính là cái hãng nhà băng đó. Nhưng mà đằng này á, cái tên đầu á là hãng nhà băng đúng, nhưng mà cái đuôi sao, ví dụ như EXR gì đó tùm lum đó, rồi chấm Yahoo hoặc là chấm Gmail. Mình phải bấm vô mình mới thấy, còn mình không bấm là nó hiện cái tên, ví dụ như Bank of America.com hay là y chang cái tên của nhà băng. Nhưng khi mình bấm vô cái chỗ người gửi thì nó mới hiện full name, nguyên cái tên đầy đủ hết. Cho nên khi mà chúng ta nhận cái email, những cái email mà mình cảm thấy là quan trọng, thì mình phải bấm vô cái sender để mình coi nó đúng là của đúng cái đơn vị đó gửi cho mình hay là không. Đó, đúng nhiều rồi. Khi nó giả mạo, bây giờ nó giả mạo nhiều lắm, giống như là Yahoo hay là Apple hay là nó giả mạo rất là nhiều công ty, và nó làm cái mẫu mã mình nhìn giống y chang vậy luôn á. Khi mà mình bấm vô đó thì giống như mình gửi cái password cho nó biết vậy đó, mà rất là nhiều người bị mất tiền, mất tài khoản. Mình vừa bấm một cái là nó nhào vô account mình, nó lấy tiền liền. Lấy liền. Tụi nó lẹ lắm. Lẹ lắm. Ừ. Nên mọi người cẩn thận nha mọi người. Tất cả các email đều như phải như vậy. Hồng Loan xin phép được update về cái vấn đề mà nhận tiền 1.200 của chính phủ cho người lớn và 500 cho trẻ em đó. Thì nếu mà chúng ta có cái checking account để mà mỗi lần chúng ta khai thuế là mình sẽ đóng thuế từ cái account đó, hoặc là nhà nước trả thuế sẽ trả về cái account đó, nếu chúng ta có được cái account đó thì là điều đó rất là tốt, bởi vì chúng ta sẽ nhận được tiền rất là nhanh trong vòng tháng 4. Còn nếu như chúng ta không có cái account để mà chính phủ direct deposit thì chính phủ sẽ gửi mail về địa chỉ mới nhất mà mình gửi cho chính phủ, có nghĩa là địa chỉ mà hội khai thuế năm ngoái chính phủ liên lạc với mình, hoặc là mình có làm giấy tờ gì đó, hoặc là mình lên mình update cái địa chỉ với chính phủ thì họ sẽ gửi vô thùng thơ đó về cái địa chỉ của nhà mình. Nhưng mà điều đó họ sẽ mất thời gian rất là lâu, chúng ta có thể mất từ 1 cho tới 2 tháng để mà nhà nước gửi mail đi. Nếu như mà quý vị mình có thời gian thì mình nên vào sở thuế để mình update, mình cho cái checking account của mình vào để mà nhà nước gửi cho nó nhanh, gọn lẹ và mình sẽ nhận tiền sớm nha quý vị. Quý vị có thể hỏi thẳng trực tiếp những người mà khai thuế cho mình, hoặc là bất cứ nơi nào khai thuế thì họ rất là rành về cái vấn đề này, để mình update cái đó để mình nhận tiền được sớm. Và mình có một số tiền mình trang trải sớm hơn, phải đi chợ. Mà bữa giờ không có tiền thu nhập vô thì mình cũng phải đi chợ, mình cũng phải đóng tiền này, tiền kia, tiền nọ. Hồng Loan mong là chúng ta sẽ nhận được tiền sớm ha quý vị ha. Và bây giờ Hồng Loan quay một vòng nha. Trời ơi, xăng hôm nay nó xuống giá. Cây xăng nó dán que, xăng xuống giá mà xăng dán que. Người ta nói chưa bao giờ mà đổ đầy bình xăng mà không biết đi đâu hết. Duy nhất chỉ trong thời điểm này, ở trên đường giờ này thì cũng khá là nhiều xe, nhưng mà so với bình thường vậy là chỉ hình như là chỉ 1/10 thôi quý vị. Ở trên báo đài thì họ có nói là người dân Cali hạn chế đi ra ngoài đường được khoảng 50%, chỉ có 50% thôi. Hồng Loan thấy còn ít quá, nhưng mà thật sự là người Việt của mình là chấp hành rất là tốt. Người Việt mình là hầu như đi ra ngoài rất là ít. Quý vị cũng biết là ở bên Việt Nam là bắt đầu từ 0 giờ ngày 1 tháng 4 là cũng bắt đầu là cấm cửa rồi đó. Tất cả là không có được đi ra ngoài, không có được tiếp xúc với nhau. Mà
tình hình nó còn khó hơn ở bên Mỹ nữa. Có nghĩa là hai người không được đứng gần nhau luôn, không có ghi rõ ràng là trong nhà hay là ở ngoài hay sao, nhưng mà là hai đi ra ngoài đường là không được đi hai người. Đó. Thì cái tình trạng của Việt Nam bây giờ là cũng đã là 170 mấy ca bệnh rồi, thưa quý vị. Khi mà ban ra cái lệnh này thì Hồng Loan cũng rất là vui cho những người ở bên Việt Nam. Hồng Loan nói vui đây không có nghĩa là mọi người bị cấm đi ra đường mà Hồng Loan vui, mà mình vui là làm như vậy để mà giảm bớt ca bệnh. Mình thấy tăng nhiều quá mà cứ phải ngăn chỗ này lại, ngăn chỗ kia lại, thì tại sao chúng ta không cùng ngăn hết để mà không có bị lây lan khắp nơi như vậy. Đó, thì đáng lẽ cái điều này thì cũng đã nên làm từ sớm rồi, chứ không phải đợi đến bây giờ. Nhưng mà đến bây giờ làm thì cũng vẫn còn được, vẫn còn kịp, còn hơn là không làm, phải không quý vị? Hồng Loan cũng mong là mọi người ở bên Việt Nam chúng ta cũng chấp hành tốt cái luật này và sẽ đẩy lùi cái căn bệnh dịch trong thời gian sớm nhất. Đây là cái cầu mới mà hôm bữa Hồng Loan đi mà Hồng Loan nói là bị ổ gà ổ voi đó. Thì hôm nay là cái cầu cũ họ đóng lại rồi kìa. Cái cầu mà quý vị nhìn thấy ở bên tay phải đó là họ đóng rồi đó. Thì đây bên tay trái là Hồng Loan đang chạy lên cái cầu mới nè quý vị. Đây là cái cầu mới đây. Trời ơi, làm nhanh quá. Phải không? Đúng. Trời rồi. Ơi, Hồng Loan nhìn cũng không biết là đúng hay không luôn á. Đúng rồi, cầu mới. Đã, mình chạy lên cái cầu mới rồi nè. Nè quý vị nhìn coi, bên đây là cầu cũ rồi nha. Đó, cầu cũ mỗi lần là Hồng Loan đi lại cầu này đi che lỡ hết trơn rồi. Cái cầu mới này nè là có sự góp phần của một người bạn, người em của Lộc, cũng khá là thân, làm cho cái kỹ sư của cái cầu này, mà cũng hãnh diện là người Việt mình cũng giúp đỡ cho cộng đồng Mỹ cũng rất là nhiều. Đó là Minh Chánh mà làm trung tâm Minh Chánh đó quý vị. Thì cái nghề chính của Minh Chánh là kỹ sư cầu đường. Đúng rồi. Đó, quay sơ dòng cái cầu mới cho quý vị coi ha. Hôm qua Hồng Loan đọc báo đó, thì báo coi như là những cái nhà nghiên cứu á, họ đưa ra cái giả thuyết mà hình như là rất là được sự đồng ý của khắp nơi. Thì người ta nói á, người ta nghi ngờ là cái bệnh cúm này, cái người phát minh ra cái bệnh cúm COVID-19 này á, đó là một người phụ nữ. Là bởi vì sao? Những bệnh nhân bị tử vong đa số là đàn ông. Đó. Rồi á, tất cả những cái trận bóng đá, những cái trận thể thao gì đó là toàn bộ bị hủy bỏ hết. Quán nhậu nè, quán bar nè, tiệm cắt tóc nè, massage nè là cũng đóng cửa hết luôn. Rồi không có được giao tiếp xã hội, không có được tiếp cận gần với lại đàn ông phụ nữ, hoặc là đàn ông bất cứ ai không được tiếp cận gần với nhau. Và cái điều quan trọng nữa mà họ nghi ngờ nhất đó là phải ở nhà suốt với vợ 24/7. Cho nên người ta nghi ngờ cái này là do phụ nữ làm ra. Còn gì nữa không ta? Đúng không? Cái đó là mong muốn của phụ nữ, là mong muốn nhất luôn, là lúc nào cũng phải ở nhà với vợ, chăm sóc gia đình, rồi không có được đi hớt tóc thanh nữ, không có được đi massage, rồi đàn ông không có được đi ra ngoài đường nhậu nhẹt, phải không? Khi mà gặp phụ nữ là đàn ông phải cách xa 6 feet, không có được gần, coi như là không có được bén mảng dê em nào hết đó, vậy cho chắc ăn. Cho nên ta nghĩ này là của phụ nữ làm, đúng không? Ai mà ghi ra một cái giả thuyết này ra là án lắm. Trời ơi, đánh trúng tim đen luôn. Bởi vậy Hồng Loan đọc này Hồng Loan khoái quá trời. Hồng Loan xin chia sẻ thêm với quý vị một cái hình ảnh vui nữa, là khi mà mình đi chợ, mình đi về tới nhà rồi đó, là mình phải coi như là phải sát trùng đồ vật nè, cũng như là sát trùng cơ thể mình bằng cái cách này, để coi quý vị nhìn coi có ai dám làm không nha. Đó, nhà nhà đưa đồ vô, lấy cái cây, đưa đồ và đưa vào cái cây, xong
nằm nằm xuống lấy nước tạt rồi tắm. Ông Lan coi cái này á, ông Lan không có nhịn cười nổi luôn á. Mình nói trời ơi, có đến mức độ vậy không biết sao ta. Trời, nếu mình nó tới cái tình trạng mà nó phải như vậy, bây giờ Lan tập vừa đi về nha, là ông bà ngoại phải đứng ở trong nhà tạt nước ra. Tạt nước xong hai đứa nằm xuống lăn vòng vòng lấy bàn chải chà. Có nhiều người á, kỹ thì kỹ, quá trời kỹ, mà có nhiều người cũng ác độc lắm. Họ đi gieo rắc những cái mầm bệnh cho người khác. Ờ, đó, đúng rồi đó. Đi gieo rắc, nhất là Hồng Loan đưa quý vị coi mà cái vụ mà phun nước miếng đồ đó không? Trời đó, ơi. Coi cái hình ảnh này nha. Đứa nào mà dám mà đặt đi liếm phun nước miếng hay là làm những cái trò bậy bạ này nhìn nè nha. Đi ra đây. Bập. Chó mình chưa? Chết mình chưa? Và bây giờ nó cũng là một cái hình ảnh vui mà của những tiệm nail á. À, bây giờ thì đóng cửa hết rồi, nhưng mà nếu như mà với cái mô hình này mà mở cái tiệm nail để mà làm cho mọi người thì câu bộ cũng được rồi nha. Thấy chưa, trang bị rất là kỹ, trang bị kỹ càng dễ sợ luôn. Vậy thì chắc ăn em ơi. An toàn là trên hết mà. Rồi, một vài giây phút để mà relax với lại quý vị. Bây giờ hình như nó thành một cái thói quen rồi đó. Cứ ráng sáng nấu cơm rồi làm lo ăn uống rồi cho xong hết, dọn dẹp xong hết là muốn ngồi nói chuyện với quý vị để mà relax. Mai mốt mà không có còn cái dịch này nữa đó thì không biết quý vị có còn thời gian để mà ngồi nghe Hồng Loan với lại Lộc nói chuyện không ha. Hay là nói tụi này nói chuyện nhiều quá rồi chán rồi. Rất là vui là có cái trang YouTube này để mà Hồng Loan trò chuyện với tất cả quý vị. Và cũng mong là quý vị hãy cùng Hồng Loan, chúng ta sẽ cùng góp ý thêm nữa, nói chuyện với nhau vô nhiều thêm nữa để ngày một chúng ta có thêm những cái điều thú vị mà chia sẻ với nhau. Hồng Loan thấy cái trang YouTube này nó giống như là cái chỗ để mình tâm sự, mình nói chuyện, chứ không phải là một cái chương trình hay là một cái gì mà entertainment này, giống như là một cái sự trò chuyện với lại tất cả mọi người. Hồng Loan rất là thích. Chào tạm biệt quý vị nha, hẹn gặp lại lần sau. Bye.